Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors. Thì hôm nay Khoa đang thực tế một căn hộ đã có sổ hồng nha các anh chị. Thì căn hộ này có diện tích là 76m². Căn hộ này có diện tích tim tường là 76m² và diện tích thông thủy là 67,6m² nha các anh chị. Thì bây giờ chúng ta đang có mặt ở phía trước căn hộ là 1525 ở tầng số 15. Bây giờ chúng ta cùng đi vào tham quan căn hộ thực tế nha các anh chị. Đây là cái khóa của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng là khóa số, khóa từ và khóa cơ ở đây. Thì căn hộ này được thiết kế là hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Nhưng mà đặc biệt là chủ nhà ở đây thiết kế lại thành căn hộ hai phòng ngủ cộng. Và đây là căn hộ đặc biệt nhất của cái tòa nhà này. Ở trong phố Đông, Him Lam phố Đông nha các anh chị, ở khu vực Thủ Đức, giáp ranh với Bình Dương. Đây là căn hộ của chúng ta. Thì các anh chị thấy là khi mà mở cửa vào đó, thì mé bên tay phải của chúng ta đó chính là phòng khách. Các anh chị nhìn đây, tất cả trang thiết bị ở đây thì chủ nhà sẽ để lại hết tất cả nội thất. Các anh chị thấy là nội thất ở đây là dùng để ở nha các anh chị, nên thành ra được làm rất là cầu kỳ. Vừa mở cửa thì đây là cái chỗ mà chúng ta để dép nè. Đó, ngay phía tay phải luôn là chúng ta để dép. Và đây là những cái tủ để đồ. Rất là nhiều tủ mà chúng ta để đồ ở đây nha, các hộp tủ nhiều lắm. Đây, kéo dài luôn tới đây. Thì đây là phòng khách, tivi. Đây sẽ là phòng ngủ. Bên tay trái của chúng ta là được bố trí là bếp. Các anh chị thấy là bếp có cửa nha. Đó chính là bếp chúng ta, bếp đóng đó. Thì bếp đóng được cái ưu điểm đó chính là sẽ hạn chế được tất cả các mùi mà đưa ra bên ngoài phòng khách của chúng ta. Và bếp của chúng ta đã có cái lô gia riêng ở đây nè các anh chị. Lô gia thì tất cả các mùi sẽ được bay khỏi cái lô gia ở đây và ra bên ngoài luôn. Anh chị thấy là lô gia này khá là tiện lợi nè. Chúng ta có máy giặt ở đây. Đó, đây là hệ thống bếp. Bếp có kệ bếp trên, kệ bếp dưới. Thì đó chính là mà cái lợi thế mà các căn hộ mà có bếp đóng như thế này đấy các anh chị. Hoàn toàn ở phía ngoài chúng ta sẽ không thấy mùi nha. Không có mùi đó. Và bây giờ chúng ta đi vào phía bên trong căn hộ phòng ngủ. Ngay phòng khách thì chúng ta có một ở cái phòng ngủ nhỏ ở đây. Đây là cái phòng ngủ nhỏ của chúng ta. Đấy, tất cả các phòng ngủ chúng ta đều đã có cửa sổ đây. Cửa sổ phải nhìn với bên ngoài cái view. Đây, cái view xuống dưới nè các anh chị, Him Lam Phú Đông ở đây của chúng ta. Đó. View rất là đẹp nha các anh chị. Ở đây. Đó là một phòng ngủ nhỏ thôi, ngay phòng khách. Có máy lạnh, từng phòng ngủ chúng ta đều có máy lạnh hết. Và tiếp theo là chúng ta có một cái không gian cộng. Thì căn hộ mà chính thức thực tế sẽ không có cái không gian cộng này nha các anh chị. Thì chủ nhà đã thiết kế lùi về một phía cái phòng ngủ. Đây, sẽ làm thêm một cái không gian cộng. Thì không gian cộng này chúng ta đây là được thiết kế nè. Chủ nhà thiết kế một cái giường thông minh làm thành một cái ghế sofa chúng ta. Nhưng mà đây là một cái giường thông minh nè, các anh chị có thể kéo xuống nha. Đây. Đây, giường thông minh nha các anh chị. Đấy. Các chị thấy không? Đây là cái giường thông minh của chúng ta nè, làm thành một phòng ngủ nữa là thành ba phòng ngủ. Và chủ nhà đã thiết kế cái rèm ở đây luôn rồi, là thành một phòng ngủ luôn. Đó là trang thiết bị cái giường thông minh. Bây giờ Khoa đẩy lên nè. Lúc đầu Khoa vô nhà này Khoa cũng chưa thấy được cái chỗ này là cái giường thông minh đâu. Đấy. Thành một cái ghế sofa ngồi. Và đây là cái view ngay cái chỗ cái bàn học của chúng ta luôn. Ở đây. Cái view trực tiếp xuống ở khu nhà phố ở bên dưới luôn. Khu hồ bơi.
đó là cái phòng cộng. Và đây là cái nhà vệ sinh chung. Nhà vệ sinh chung dành cho phòng khách nè các anh chị, tất cả các phòng ngủ dùng ở đây. À, có phòng tắm đứng luôn, các trang thiết bị Toto hết nha. Và đặc biệt các anh chị nhớ nha, đây là căn hộ có sổ nha các anh chị. Thì bây giờ chúng ta vô cái phòng ngủ master. Đây là phòng master của chúng ta. Phòng master thì có máy lạnh ở trong đây luôn nha các anh chị. Và phòng master chúng ta được bố trí những cái tủ nè, cái tủ sử dụng và cái tủ phía trên đây chúng ta có thể để đồ thêm nữa. Đây cái giường và cái bàn làm việc của cái phòng ngủ. Thì chúng ta sẽ có một cái tấm rèm ở đây. Tấm rèm ở đây có cái view. Đây view quay về hướng Nam Long ở khu vực đường trục chính của chúng ta. Thì từ dự án của chúng ta về trung tâm, về khu sân bay tầm khoảng 15 phút thôi các anh chị, chạy khá là nhanh nha. Đường Phạm Văn Đồng, chúng ta là nằm kề cận khu trục chính đường Phạm Văn Đồng. Thì cái phòng ngủ master thì chắc chắn là có, sẽ có nhà trang thiết bị vệ sinh. Nhà vệ sinh ở trong phòng master rồi. Đây, thì cũng tương tự với nhà vệ sinh ở bên ngoài. Bây giờ chúng ta xem lại nè các anh chị. Chúng ta đi ra phòng khách. Còn nhà vệ sinh của phòng khách sử dụng chung. Phòng khách rất là rộng. Và phòng ngủ cộng. Phòng cộng này chúng ta có thể làm được rất là nhiều việc nè. Bây giờ thiết kế hai phòng ngủ cộng là cái ưu thế, ưu điểm của hiện tại nha các anh chị. Tại vì những cái công năng có thể sử dụng được. Đây phòng ngủ. Thì đó chính là căn hộ của chúng ta. Căn hộ Him Lam Phú Đông. Thì các anh chị nào có nhu cầu về căn hộ mà đã có sổ rồi ở khu vực Bình Dương, Thủ Đức liền kề nhau thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655 để được tư vấn thêm. Thì Khoa sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Các anh chị nhớ là đây là căn hộ hai phòng ngủ cộng duy nhất mà chủ nhà thiết kế lại và có bếp đóng, bếp kính như thế này nha các anh chị. Hai phòng ngủ cộng 67,6 m² là tim tường, diện tích sử dụng, còn diện tích tim tường là 76 m². Thì các anh chị thấy là 9 m² trên lệch giữa tim tường và thông thủy, chứng tỏ được là cái tường làm rất là dày nha các anh chị, sẽ chịu nhiệt rất là tốt, chất lượng thi công ở đây khá là ổn. Chúng ta có tới tận 4 tầng, chúng ta để xe lận nha các anh chị, từ tầng trệt cho tới tầng 3 luôn. Thì bây giờ Khoa xin tạm ngưng video clip ở đây. Các anh chị nào có nhu cầu ký gửi cho thuê chuyển nhượng các căn hộ khu vực quận 2, quận 9, Thủ Đức hoặc là có nhu cầu tìm thuê, tìm mua thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655 để được tư vấn thêm. Nếu mà các anh chị thấy kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor hữu ích cho mình, vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất và Khoa sẽ cập nhật thường xuyên. Thì bây giờ Khoa xin tạm ngưng video clip. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo nhé.